chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn. Cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, vận trình đúng 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, gặp thời phất mạnh. Mà muốn nghèo cũng khó, muốn giàu không khó, tiền vàng cứ thế ùn ùn kéo về chật két. Từ nay an nhàn hưởng phúc, giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bức tường đời, chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi chôn mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người, nhiều lúc hơn nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng. Thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công, bước qua gian khổ. Hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Sau khi xem lá số tử vi cho 12 con giáp, các thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, may mắn được ơn trên soi chiếu, thần tài ghé thăm, hanh thông tài vận, công danh, sự nghiệp dự kiến sẽ phất mạnh như vũ bão và thu được những thành quả đáng kinh ngạc, giàu sang hết phần thiên hạ, khiến hàng xóm cũng phải lác mắt ghen tị. Vì vậy, nếu như bấy lâu nay quý bản mệnh có chịu nhiều cơ cực, thất bại và vất vả, thì hãy tận dụng thời gian này nhé, để biết được vận trình may mắn của mình sẽ diễn ra như thế nào trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch. Thì xin mời quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi video ngay sau đây nhé. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Đinh Tỵ 1977 là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn. Và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ, đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn, thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Đinh Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng Đinh Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Đinh Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học, họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Đinh Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Đinh Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Đinh Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm, hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán, chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Đinh Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dùng toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Đinh Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày, khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, thì họ sẽ tấn công trở lại, không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Đinh Tỵ. Tốt nhất
là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Đinh Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Đinh Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Đinh Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác, họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Đinh Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối, những lời góp ý có tính xây dựng khiến Đinh Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Đinh Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Đinh Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ Đinh Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng, tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời, giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Đinh Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Đinh Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Đinh Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng. Khi thời cơ chín mùi, Đinh Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ, hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Đinh Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Đinh Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Đinh Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngừng hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Đinh Tỵ một nhát thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Đinh Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Nam và nữ Đinh Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Đinh Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông, kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó. Mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Đinh Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Đinh Tỵ là người cho họ sự tự do,
như cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên Đinh Tị thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Đinh Tị rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Đinh Tị. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Đinh Tị khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ, tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Tiếp theo sau đây, xin mời quý cô bác cùng đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong thời gian tới, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi trong thời gian tới năm 2024, nhờ có sao Thái Dương xuất hiện, mang lại rất nhiều niềm tin, hy vọng mới, để mệnh chủ có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống của mình, dù hiện tại khó khăn hay trở ngại đi chăng nữa. Thời gian này, mệnh chủ rất ham học hỏi, và điều này đang dần giúp bạn cải thiện chất lượng công việc của mình, thậm chí bạn còn có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo ra sự mới mẻ cho công việc. Tưởng như chỉ có sự nhàm chán đều đều bao lâu nay, mệnh chủ lúc này có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong công việc. Có khả năng bạn sẽ nhận được sự công nhận từ những người đồng nghiệp quanh bạn. Họ sẽ hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong các nhiệm vụ khó mà bạn không phải khi nào cũng có thể tự làm một mình được. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cũng mang tới vô vàn cơ hội mới đang mở ra trước mắt người tuổi Đinh Tị để giúp mệnh chủ thực hiện ước mơ của mình. Sẽ có khá nhiều cơ hội mới mở ra trên con đường sự nghiệp, thì cũng là lúc bạn phải cân nhắc rất nhiều. Xét về phương diện tài lộc. Tuổi Đinh Tị trong thời gian tới, những khó khăn về tiền bạc đã cho con giáp tuổi Đinh Tị một bài học rất lớn. Nhờ đó mà từ đây, mệnh chủ có quyết tâm cao hơn trong việc tiết kiệm tiền và tìm kiếm những cơ hội để sinh ra tiền bạc. Tài vận của mệnh chủ lúc này được cải thiện rõ rệt trong thời gian tới này, nhất là khi có chính tài nâng đỡ. Vì thế mà mệnh chủ đừng vì ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may của mình nhé. Nếu đối diện với một chút trở ngại thì hãy hết mình tập trung tìm cách xử lý, thì mệnh chủ sẽ sớm thấy được những cánh cửa mới hé mở ra trước mắt mình đấy. Hãy cân nhắc mở rộng thêm nguồn thu nhập của mình thường xuyên, vì bạn sẽ tìm ra cách thức phù hợp cho mình thôi. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, nên đi cùng với những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn muốn tìm hiểu. Để học hỏi thêm, hãy câu lượng thật nhiều kiến thức cho mình, vì đầu tư vào chính bản thân mình mới là đầu tư khôn ngoan nhất. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tuổi Đinh Tị trong tháng 2 âm lịch, tháng mới này, có thể thấy đời sống tình cảm của người tuổi Đinh Tị vô cùng suôn sẻ. Hai vợ chồng cùng hỗ trợ, động viên nhau, cùng làm ăn kinh doanh, mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời đối với đối phương. Tình cảm với anh chị em trong gia đình, hàng xóm, láng giềng lúc này cũng rất tốt. Bạn nên nhớ rằng, bán anh em xa, mua láng về gần, vì trong lúc bạn gặp khó khăn thì người ở gần luôn giúp bạn dễ dàng hơn rất nhiều so với những người ở xa. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Đinh Tị trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của mệnh chủ vốn không có gì đáng lo trong tháng mới. Có thể đôi khi vẫn mắc bệnh tật theo mùa, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Được tam hợp che chở, cộng thêm ý thức chủ động tự bảo vệ sức khỏe, thể trạng của bạn sẽ luôn được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, do có hung tinh bạch hổ xuất hiện, bạn vẫn nên đề phòng tai nạn xe cộ, té ngã khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông nếu có phải đi xa. Thay đổi môi trường sống, bạn nên chủ động mang theo thuốc men, thực phẩm phù hợp để đề phòng những trường hợp không thích ứng được với môi trường mới. Nên chú ý bổ sung thêm các thực phẩm tăng cường và kích thích hoạt động của thận như các loại đậu, ngũ cốc, đại mạch, tiểu mạch và một lượng muối nhỏ. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tị
sinh vào tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, là tiết Tân Xuân. Người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, người tuổi Rắn sinh vào tháng Giêng sẽ không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Họ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến, dương khí dượng, ý chí ngất trời. Có điều, tiền đồ không được thoáng đãng. Chính vì thế, nếu mà muốn làm nên đại nghiệp, vô cùng khó trong suốt cuộc đời. Người này hiếm khi nào được quý nhân phụ trợ. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, những người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó. Về thi tuyển, sức mình muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời, thì có thể thay đổi được vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 2 âm lịch. Đây là người có quý tướng chở che, chuyện học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, dù đi tới đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu, có ý chí, có tham vọng. Họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo. Dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người này cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ là mẫu người có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh. Người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này rất thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc đấy. Người này tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống. Người này có tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này họ cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công với họ không quá khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ. Người tuổi Đinh Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp cũng khiến bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghi, trí dũng song toàn. Dường như họ có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 4 âm lịch, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên người này có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công gian dội. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết Mang Trùng. Người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh. Họ còn giỏi quan sát thời thế, nhân tâm, nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện cát lành cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người này may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế. Họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp. Tài vận hanh thông, rộng mở. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 6 âm lịch. Những chú rắn sinh vào tháng 6 âm là người phúc mỏng, lộc chẳng nhiều, trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức, khổ tâm gây phiền não. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc. Ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng, sự nghiệp cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn niên là tiết Lập Thu. Người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này trong năm, tính tình ôn hòa, nhã nhặn. Họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Người này có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp. Họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành, đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp,
tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh. Nếu theo nghiệp làm ăn, buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này trong năm là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện nên người này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết Hàn Lộ, người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này trong năm, cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chính sự lành. Xem tử vi, đây là người học rộng, biết nhiều, lại thông minh, cơ trí, song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà phải cố gắng, nỗ lực thì mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng, bền chí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 10 âm lịch là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi trần. Với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường. Họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ. Nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm sương để thực hiện ý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công. Nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch vào tiết Đại Tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này trong năm, tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời. Thời trai trẻ người này phải chịu cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, nên họ dễ dàng đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người này tốt nhất là nên đi xa lập nghiệp thì cơ MA thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết Tiểu Hàn, trời giá buốt, rắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này trong năm cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có các tinh cao chiếu nhưng cũng khói lòng được như ý. Người này sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với mọi người, có trước, có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Quý vị thân mến, quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cần tránh nhiều điều để không bị xui xẻo. Vậy nguồn gốc tháng cô hồn bắt nguồn từ đâu và tháng cô hồn phải kiêng những gì theo phong tục? Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng cho Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm để ma đói quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế, theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho ma quỷ đói để ma quỷ không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, theo dân gian, người Việt cúng tháng 7 âm lịch kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7.
Trong tháng 7 âm lịch hàng năm, ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Du Lan. Lễ Du Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Du Lan gắn với tích về một Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cha mẹ nên cử hành lễ Du Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Du Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Ở Đài Loan, ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau. Cúng tháng 7 âm lịch là một tín ngưỡng dân gian quan trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng 7 âm lịch để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn kiêng những gì? Trong dân gian có truyền miệng nhiều điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn với quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Dưới đây là một số tục kiêng trong tháng cô hồn và lý giải về chúng. Tháng cô hồn kiêng đi chơi đêm. Dân gian tin rằng vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ, cô hồn được trở lại cõi trần. Đến tối ngày rằm chúng phải quay về vì cửa ngục sẽ đóng lại. Vì thế trong nửa đầu tháng 7, nhiều người tránh đi chơi đêm, khoảng thời gian được cho là âm khí nặng nhất, để không bị ma quỷ trêu ghẹo, quấy nhiễu. Thậm chí vào ban ngày, nhiều gia đình còn không cho trẻ con ra đường chơi một mình vì sợ ma quỷ sẽ lừa dẫn đi những nơi nguy hiểm. Người già cũng hay dặn con cháu tránh xa ao, hồ, sông nước trong những ngày này. Kiêng nhặt tiền rơi. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà các cụ già hay nhắc nhở con cháu. Khi làm các lễ cúng trong tháng cô hồn, nhiều người rải tiền lẻ để mua chuột quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc để bố thí cho các vong hồn. Nhiều người sợ rằng nếu nhặt tiền rơi trong khoảng thời gian này, rất có thể họ sẽ nhặt phải những đồng tiền cúng đó và phải thay người rải tiền hứng chịu những rủi ro, tai họa hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu vì dành phần của chúng. Kiêng đốt vàng mã linh tinh. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian người ta tiêu thụ lượng vàng mã lớn nhất. Tuy vậy nhiều người vẫn nhắc nhau cẩn thận khi đốt, không được đốt tùy tiện vì có thể khiến ma quỷ đang lang thang khắp nơi dây lấy bạn để kiếm chác, khiến cuộc sống không được bình an. Trên thực tế, việc đốt vàng mã vừa gây tốn kém, ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, vì vậy đây là hoạt động được khuyến cáo không nên thực hiện. Kiêng ăn dụng đồ cúng cô hồn. Trẻ con ăn dụng đồ cúng là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng riêng mâm cỗ cúng cô hồn thường được người lớn canh chừng đặc biệt cẩn thận, không để trẻ sờ cho đến khi hương cháy hết, mọi nghi thức hoàn tất. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm cô hồn giả quỷ xuất hiện khắp nơi trong tháng 7 âm lịch, trong đó có nhiều quỷ đói. Mâm cỗ cúng chúng sinh là dành cho những đối tượng này, nếu sờ vào sẽ chọc giận ma quỷ, khiến chúng nổi giận và gây rối. Kiêng chi khoản tiền lớn. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch được rất nhiều người làm nghề buôn bán tuân thủ. Không ít người, đặc biệt là người kinh doanh, thường kiêng xuất tiền, trả nợ trong ngày mùng 1 âm lịch nói chung vì sợ hao tài tán lộc. Với tháng cô hồn, sự kiêng cử này thường kéo dài quá rằm, thậm chí hết tháng. Đương nhiên, hiếm ai sống cả tháng mà không phải chi tiền, người ta chỉ hạn chế xuất những món tiền lớn, hạn chế chi tiền trả nợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm và phụ thuộc vào quan niệm, niềm tin của mỗi người. Dân gian thường sống bằng kinh nghiệm nhằm đáp ứng tâm lý hướng đến sự an toàn của cá nhân và cộng đồng. Dù vậy, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Suy cho cùng, dù hành lễ ở đâu quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Con người thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khác thì dù trong hoàn cảnh nào, bản thân họ cũng cảm thấy an yên. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ ở độ tuổi 60. Xóa bỏ phiền muộn bằng làm theo dẫn đường chỉ lối của Phật. Theo lời Phật dạy, mọi ưu phiền, sầu não đời người đều xuất phát từ trong lòng mỗi con người. Cùng ghi nhớ về 4 điều Phật dạy dưới đây về nhân sinh để giúp cho tâm tịnh, xóa bỏ muộn sầu. 1. Phật dạy rằng trên đời không có người xấu, người ác, kẻ thù. Cái gọi là người xấu đó thực ra vì sai lầm trong nhận thức dẫn tới sai lầm trong hành vi. Cái gọi là người ác thực ra vì ham muốn quá nhiều mà không từ thủ đoạn. Cái gọi là kẻ thù phải chăng vì không cùng ý chí, không cùng con đường mà nên.
2. Phật dạy, nhân sinh như mây, cuộc đời chỉ có một, đừng vì quan lạc, đừng vì khổ đau, đừng vì quan tưởng mà để phí hoài tháng ngày. Tất thảy những điều đó đều là hư ảo, không mang lại bất kỳ ý nghĩa hay niềm vui đích thực vào trong cuộc sống. Hãy tự hỏi bản thân ta có đang hạnh phúc hay không để nghe câu trả lời từ trái tim. 3. Quan niệm Phật giáo xem tất thảy chúng sinh đều là Phật, hiện tại là Phật, tương lai vẫn là Phật, không tăng không giảm. Mỗi người khởi nguồn đều có thiện tính, vì sinh tham sân si nên thiện tính mất dần. Mỗi người sinh ra đều là Phật, vì không biết tu dưỡng nên Phật tính mai một. Vì thế tu thân và bao dung hơn với người đời, đừng cho rằng bản tính xấu xa không thể chuyển rời. 4. Phật chỉ ra rằng kết thù kết oán tức là kết nghiệp vào thân. Thời gian kiếp người ngắn ngủi mà lại cùng người ta không ưa dây dưa, cùng người đó ngu muội, cùng người đó làm điều hung quạ, hãm hại lẫn nhau, lúc đó chính bản thân ta cùng thành người có giả tâm, lập thành nghiệp xấu. Phật dạy về nhân sinh, nhớ và làm theo thì không chỉ thanh thản hơn mà còn tích cực hơn, lạc quan hơn. Trên đời có ai mà không muốn thanh thản, có ai mà không muốn thanh tâm? Chỉ vì nỗi nhân tình thế thái chuyển rời, tạo hóa xoay dần đưa đến những tình huống trớ trêu. Những lúc ấy, đôi ba dòng ngắn ngủi ở trên, hy vọng sẽ giúp các bạn tự tìm thấy lối ra cho riêng mình. Chìa khóa ở ngay trong tim ta, Phật soi đường, ta tự đi tìm, thấy hay không còn nhờ vào cơ duyên và tu tập của từng người. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.